Chào tất cả anh chị cô chú. Ngày hôm nay á thì bên nhà bảo lại tiếp tục ôm một lô máy khoan anh chị cô chú ơi. Mẫu máy khoan đến từ thương hiệu Fumita. Hàng này á thì công ty thanh lý có mấy chục á bộ mà dư như này này. Anh chị nào á mà mua ngày hôm nay mức giá rẻ kinh khủng luôn. Với lại là anh chị nào á mà thích pin sạc này, ngày hôm nay cũng có thanh lý cho mình luôn. Thì đầu tiên Bảo sẽ test sơ về con máy Fumita, máy hai chức năng, để phục vụ cho tất cả quý anh chị cô chú mình á, là trong nhu cầu này bắn ốc tôn sắt nè, tầng nhà hoặc là gỗ xà gồ như này. Ốc thì Bảo có để sẵn này, đó một cây 5 phân, một cây 7 phân, bắn thử nhá. Anh chị nào mua về bắn khá là khỏe luôn nha, nhẹ nhàng cực kỳ luôn, đơn giản lắm anh chị ơi, ốc dài nha. Khá là khỏe luôn cho mình xài trong nhu cầu á, mà làm thợ thầy này, bắn thật cao này, lợp alu này kia, máy là cực kỳ nhẹ nhàng nha. Đấy, bắn cái nào á là vào cái đấy anh chị ơi. Không nhừng là bắn ốc này thì mình có thể dùng á để bắn tôn khá là nhẹ nhàng. Thì Bảo chỉ test sơ cho mình á, xem chức năng của máy á là tương đối là khỏe nha. Rồi, ngày hôm nay mình mua thì bên nhà Bảo á là lấy được có nhiêu đây thôi, bao gồm này, máy kèm cho mình á là hai quả pin 10 cell, với lại một quả sạc như này, một máy hai pin một sạc, động cơ máy là brushless không chổi than. Anh chị nào mua ngay cho Bảo á là máy sẽ có trục khóa lốc cho mình luôn nha. Đơn giản này, đây em xoay vào đi em, khóa lốc này cứng ngắc nha, xài đầu á là tự động 10 mm. Máy sẽ có là hai chức năng cho mình nè, để mình xài nha, có cấp trượt nha, tăng lên, tăng lên thì càng tăng á là lực siết vào ốc sẽ khỏe hơn. Ngoài ra máy sẽ có thêm hai cấp nhông, cấp chậm á lực sẽ cao rất là nhiều so với cấp nhanh anh chị nha. Rồi từ chức năng đấy mình chuyển qua cho Bảo chức năng khoan gỗ, khoan sắt luôn. Đấy, mình đi làm công trình á là mình bắn này, lợp tôn này, xà gồ. Một cây máy như này giá anh chị biết bao nhiêu không? Bình thường á là mình mua hai quả pin một quả sạc này không mấy trăm nghìn rồi. Đó, hai pin 10 cell này, sạc là cũng 400-500 rồi. Ngày hôm nay combo á là một thân máy hai pin 10 cell của công ty Fumita luôn nha, sạc đế như này 450.000 thôi, mà nhà Bảo á thì chỉ có chưa đến 50 bộ anh chị cô chú nha. Đây, máy là hàng thanh lý nên là anh chị nào mua thì Bảo ghép vào cứ hai pin một sạc, một máy bán xả cho mình, đồng giá cứ một bộ là như vậy là 450.000. Máy là động cơ không chổi than anh chị nha. Rồi, có báo pin ở trên thân máy luôn nè, động cơ không chổi than anh chị nào á mà mua là xài đầu á là 10 mm anh chị nha, mà máy là ST10 nha, tức là 10 ly. Rồi tiếp theo, nếu mà mình thích mua pin, Bảo lên cái combo á, pin tặng sạc cho mình nè, combo á, pin 4 á, 10 cell của Drama nha, mua có 220.000 sạc như này chính hãng. Rồi cây này á là mình mua sẽ là 10 cell 4A nha. Rồi Bảo bán cho mình á là 180.000 thôi. 180.000 là có combo này rồi, để mình xài nha. Về là mình xài máy khoan này, máy quạt, xài đồ pin đều được nha, bu lông được cả cho mình. Còn riêng mà combo máy khoan này, nhà Bảo chưa đến 50 bộ đâu, giá thì chỉ có là 450.000 thôi, là có cho mình hai pin một sạc, rẻ kinh khủng luôn. Bây giờ á thì mình thấy nè, đó những công ty á bán hàng ra chậm quá thì sẽ thanh lý nha, nên là Bảo thấy giá ngon này, hợp lý quá, ôm về để phục vụ cho tất cả quý anh chị em mình xài trong nhu cầu công trình hoặc là gia đình nha. Rồi anh chị nào á mà
Có nhu cầu mua thì liên hệ giúp Bảo qua ba số hotline trên màn hình. Đừng quên á là đăng ký kênh của Bảo nha. Bấm vào nút chuông, Bảo lên video nè, giới thiệu hàng mới, sale hàng mỗi ngày cho mình. Rồi, bây giờ Bảo xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây nha.